cũng có xôn xao cái dư luận về là một cái cô bé tên là Nguyễn Tường Lam. Thì mới đây đó thì cũng có nhiều cái phản ảnh thì cũng nói là cô bé chữ cô bé này, gọi cô bé này là ma quỷ này kia. Mà đó là những cái mà cô bé nói đó là từ trong kinh, từ trong giảng ra hết cô bác ơi. Thì nó giống như bài cúng đó, có ai mà cúng được như cô bé không, có ai mà đọc đọc gót gót như cô bé không, rồi cô bé thì có lòng từ bi, thì cô bé ăn cơm đó với chuối thôi, vậy có quý vị nào đó có ăn như cô bé vậy được vậy không, hay là quý vị ngã qua đồ mặn? Còn nếu là cái quý vị đó là đang đặt nặng vô cái vấn đề là cô bé là Phật tiên này nọ mà không phải là vậy, tại thầy cho biết là đó ta là Phật sẽ hành thì chúng sanh là Phật sẽ hành, giống như thầy nói là các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Ngài liền xét ở trong Phật chủng nha, các chúng sanh đều có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tà nên quay lộn ta bà cõi khổ. Ngài liền quán sát tâm niệm của chúng sanh đó, cũng đồng có Phật tánh như mình, nhưng cũng bị cái mê làm điên đảo kia mà lặn hợp trong sông mê bể khổ. Vậy ta chỉ cho họ một con đường để trở về chân tánh đó như ta mà đắc đạo. Từ ý nghĩa này, Ngài liền đem giáo pháp băng tiền và hay căn cơ chúng sanh ám đồng tội lỗi, nghiệp báo nặng nề, vô minh hiền trược, cho nên Ngài mới quyền lập tam hừa để dẫn lần cho khi vượt qua mà trở về cái giác ngộ cuối cùng để hành Phật, nên từ đó mà có sanh ra vô lượng đạo pháp thiết nói vậy. Thì cô bé này đây thì đó là cũng có cái nhân duyên sâu với Phật pháp, với thầy tổ truyền kiếp trước rồi, như thầy cũng đã cho biết là duyên lành mới gõ được hùng đi, chẳng qua kiếp trước mới hiện duyên hữu phần. Có ai mà làm như cô bé không? Cái tấm lòng của cô bé đó là cái tấm lòng của cô bé đó là rất là thật thà, rất là từ bi. Cô bé đó là phát gạo đó, quý vị thấy không? Phát gạo rồi đó là cô bé đó là đó ăn chuối. Sao người ta hỏi cô bé đó là tại sao con không ăn mặn? Sao cô bé mới nói là đó tại đó mỗi lần đó con ăn mặn đó là con thấy những cái chúng sanh đó là nó rất là đau đớn, cho nên con không nỡ lòng nào con ăn nữa, cho nên con ăn chay. Rồi đó cô bé cúng đó ha, thì cô bé cũng đọc giống như bài mà của Đức Thầy mình đó, đó là cái bài mà cúi kính dâng hương trước cửu quyền đó, cầu trên hất tổ chứng lòng thiền đó, thì cô bé vẫn đọc y gan. Rồi cô bé luôn là đọc tiếng Phạn, có ai đọc được tiếng Phạn như cô bé không? Có ai mà đọc đọc được tiếng Phạn này kia đồ ông? Rồi có ai mà cúng lại ăn chay niệm Phật, kể cả cháu quý vị chưa làm được như bé nữa mà đi chơi bé, quý vị có nhắm mình làm được không? Quý vị già cái đầu quý vị rồi mà quý vị còn sữa mình chưa xong nữa nè mà đi phơi bệnh ai, đúng không? Quý vị còn thua cái bé 4 tuổi này nữa, 4 5 tuổi này nữa. Cái bé Tường Lam này nhỏ xíu à, mới nhỏ xíu à, mà người ta nhỏ nhưng mà cái tâm hồn của ta bự sao, cái linh hồn của ta bự sao, quý vị đâu có biết được. Thầy nói nè, về phương diện ân tam bảo, tam bảo là gì? Tức Phật pháp tăng, con người nhờ tổ tiên cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng, nhờ đất nước tạo kiếp sống cho mình. Ấy về phương diện vật chất, về phương diện tinh thần, con người cần nhờ đến sự giúp đỡ của Phật pháp tăng, khai mở trí óc cho sáng suốt. Phật là đấng toàn hiện toàn mỹ bác ái vô cùng, quyết cứu vớt sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hải. Thế nên Ngài mới truyền lại giáo pháp, thế nên Ngài mới truyền lại giáo pháp, tức là những lời chỉ dạy do các chư tăng cho biết, đặng đem nền đạo của Ngài ban bố khắp trần thế. Là các chư tăng nghe, là chúng sanh mình là đệ tử của Đức Phật Thích Ca đó mới truyền lại. Hãy đi mà khi mà Đức Phật Thích Ca Ngài nhậm niết bàn, Ngài nói đó là A Nan mới hỏi, nếu mà Ngài nhập niết bàn rồi thì con ở lấy ai? Sao Ngài nói các ngươi đừng lo,
Nếu mà khi nào ta mà nhập niết bàn rồi đó là ta sẽ để lợi chánh pháp cho các ngươi, đó là cái chánh pháp của các ngươi vậy. Còn giống như mình hương hài, mình mến đạo mà mình làm cho chánh pháp càng ngày lu mờ là cái đó là đại tội đó quý vị à. Còn cô bé này là giống như là có một cái sự là của ơn trên người ta sắp đặt đó cho cô bé này nói ra, giống như là cái lần thứ chót này rồi, lần thứ chót gọi lời kêu hút hay nhắc cho đó bốn đạo gõ lòng, hay nhắc cho bốn đạo gõ lòng, thì cái đó đó là giống như cô bé là ăn chay niệm Phật cúng lại làm lành này kia đồ làm cát hết việc từ thiện. Có ai làm giống như cô bé không? Giống như thầy nói nào, thầy ra đưa cái phép quy y đó, Phật tu cách nào đắc đạo dạy ta, ta cũng phải hành theo cách đó chứ đi con đường khác sao được. Nhưng mà cái cô bé Tường Lam này vẫn hành y theo đó. Giống như mẹ cô bé đó có coi cái clip mẹ cô bé không, chỉ tay vào Phật như nào mà cô bé không cho chỉ nữa đó quý vị. Cô bé không cho chỉ nữa đó, cái này nói là mai mốt mẹ kêu đó là mẹ kêu ông Phật thôi chứ mẹ đừng có chỉ vậy, tội dữ lắm. Nó quý vị có ai mà làm được như bé không? Thua cái móng tay của bé nữa. Quý vị chừng nào quý vị á làm được như người ta đó, quý vị hả phê bình người ta. Còn cái này đó quý vị không làm được như bé mà suốt ngày cứ phê bình này này kia, phê bình này kia rồi mình nổi sân si lên, sân si lên rồi mình mang cái khẩu nghiệp, mình mang cái khẩu nghiệp của mình rất là nặng, mình mang cái khẩu nghiệp của mình rất là nặng, khẩu nghiệp của mình đó. Lưỡng thiệt nè, giọng ngữ nè, ác khẩu nè, mình nói những cái lời gì ra đó mà khiến cho người ta đau đó thì mình là tội. Còn nếu mà mình nói cho người ta đó người ta nghe vui đó thì cái đó mình có phước, đúng không quý cô bác? Mình nói cái đó cho người ta nghe người ta có phước. Còn đó là tổ tiên ta đó đã hiểu rõ sự nhiệm màu lòng quảng ái của Đức Phật đó đối với chúng sanh đó, đã kính trọng sùng bái ngài, đã hành động đúng theo khuôn khổ ngài đã dạy và đã vun trồng bồi đắp cho nền đạo được phát triển thêm ra, xây dựng một tòa lầu đài đạo hạnh vô hưởng vô song ngôi truyền mãi mãi với hậu thế. Nên bổn phận chúng ta đó phải noi theo trí đức của tiền nhân hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ sa cơ và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đại đạo, đặng cái tinh thần giả lợi, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh, như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân đã lợi và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Quý vị thấy không? Cô bé đó, cô bé là nói hao hao bất tuyệt luôn, hao hao bất tuyệt luôn. Có ai đâu được, đâu có ai mà bằng bé này đâu. Bé này là giống như là cái kiếp trước của bé đó là tu thôi. Thì bây giờ đó quý vị có ai mà tu như bé được không? Có ai tu như bé được không? Giống như he mình nói mấy ông sư thôi, mấy ông sư thôi tu đó, giống như ông thầy Thích Tâm Phúc đó quý vị thấy không, tu mà ăn thịt chó rồi lên mạng nói quý vị ơi, thịt chó ngon quá quý vị ơi, có ai mà tu gì không quý vị? Tu ăn thịt chó rồi tu á, là đi uống rượu uống bia rồi này kia tùm lum. Còn bé đâu có, bé đâu có, bé chỉ là khuyên mọi người gắng ăn chay làm lành niệm Phật lánh dữ để sau này được gặp thầy mà thôi. Còn nếu mà quý vị đó nói là bé là Bồ Tát đó, Bồ Tát hay là thánh nhân gì đó là cái đó quý vị đang đặt nặng lên, đang đặt nặng vấn đề chứ thật ra là không phải vậy. Mà thầy đã nói rồi, kiếp chót này đây há lợi kiết chi, thân phàm tục song vì tình cốt nhục tương thân cũng ủng hộ chở che cho sắc phàm bớt nỗi cực hình. Chỉ có Đức Thầy chúng ta thôi, từ nay từ từ nay đến giờ là chỉ có Đức Thầy chúng ta thôi, chẳng có ai nữa. Mà những đại đệ tử đó, như những đại đệ tử của Đức Phật đó mới đem truyền lại cho, mới đem truyền truyền lại cho chúng sanh, truyền lại cho chúng sanh, đó là chánh pháp, là chúng ta đang hoằng dương chánh pháp, hoằng dương chánh pháp
Còn nếu mà đó mình nói mình đó lo, mình nói mình lo bảo vệ chánh pháp Đức Thầy mà mình cho làm cho cái chánh pháp Đức Thầy đó càng ngày lu mờ thì cái đó mình tội nặng rồi. Thì có cái đó mình tội nặng rồi. Giống như đó Đức Phật Thích Ca hành đạo trải qua 45 năm đó, đối với chân lý Như Lai chưa nói lời nào. Đối với chân lý Như Lai chưa nói lời nào. Mà ngài chỉ cầm cái bông sen đó ha, Đức Phật Thích Ca đó, quý vị có coi cái clip nào đó là Đức Phật Thích Ca ngài cầm bông sen xây qua xây lại mà các tín đồ không biết, chỉ có ngài Ma Ca Diếp là mỉm cười. Thầy nói là đền linh khú sơn chung chịu mạng, tôi không quên tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Giống như bây giờ đó cha mình là một cái nhà thuốc đúng không, rồi tới cha mình là một cái nhà giải rất lớn, mình muốn may cái bộ nào mình kéo ra mình may bộ đó, mượn cái này đắp vô cái, mượn cái kia đắp vô cái, gọi là lão giáo hoàng. Còn cái chỗ nào mà thầy không công nhận đó thì mình không có được chuyền. Bây giờ thầy kêu chuyện của ông ba này ha, có một nhà lá hẩm hui mà biết đạo lý mời cùi lên chơi bàn qua kim cổ một hồi, cùi xuống giữa dòng châu đốc thẳng sông, lại công nhận giảng ông ba. Rồi thầy nói là những sấm chuyền xưa của Phật thầy dân gán kiếm mà chi thì biết, là Đức Phật thầy chẳng trình truyền sấm mấy lời, ngày nay dân chúng dị thời gán chi là chẳng trình. Rồi khùng như sư giải ai bằng, khôn như bờm bãi nhiều hằng mang rong, là cái đó. Rồi hoặc là đó ở cao miên gì mến cần hoàng, trở về nam đặng có sửa sang cho hiện tính được gành chân lý, là Đức Phật trầm. Là năm cái ngũ hừa Phật giáo, trong cái ngũ hừa Phật giáo là năm cái dây đờn hay dây đạo đây, là tới đâu cũng có hiệt hơn, nhà tôi dung hiệt có đờn năm dây, là ngày dân năm cái sắc lệnh của. Một là Đức Phật Thích Ca là dạy là Phật Thích Ca. Cái thứ hai đó là Phật A Di Đà giải pháp môn tịnh độ. Cái thứ ba đó là vua Minh Vương, cái thứ tư là Quan Thế Âm Bồ Tát, cái thứ năm đó là Đức Ngục Hoàng Thượng Đế là giải tám điều quan cấm đó quý vị. Vậy đó. Thầy nói là cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến, sao tu hoài đó chẳng thấy ai hành. Quý vị thấy không? Tu mà ham danh, ham lợi, ham tài, ham quyền, ham tước, ham đủ thứ. Rồi hở ra anh em đồng đạo nói lên rồi mình cự cãi với người ta. Mình cự cãi với mình nổi sân si lên người ta, là mau trở lại đừng theo tà quỷ, ham sân si chớ để trong lòng. Để giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong vòng minh khổ. Giống như mình ăn chay đi, mình ăn chay mà tâm mình phải chay, còn mình ăn chay mà tâm mình cứ nổi sân si lên là tâm mình đâu có chay. Ai nói chay được, tánh chay tâm mới quý, mà quý vị đâu làm được. Chỉ cô bé này là lòng từ bi đó, lòng từ bi đó, lòng từ bi đó là phát gạo mấy chục tấn rồi đó, là nói chuyện đạo khuyến khích bà con, thì cái đó quý vị phải khen cô bé chứ. Rồi sao chơi cô bé, giống như quý vị con cháu của quý vị đi, bây giờ người ta chơi con cháu của quý vị đó, con mà con cháu của quý vị biết tu đó, thằng nhỏ này thằng sao người ta chơi con, người ta chơi cháu quý vị là thằng thằng này nó là ma quỷ quá, quỷ quái quá, quý vị có chịu không? Chắc quý vị đâu có chịu đúng không? Giống như là cô bé vậy đi thì quý vị chửi cô bé thì cô bé vẫn yên lặng, đâu có nói gì, đâu trả lời gì quý vị đâu. Thì cái lòng từ bi của cô bé, quý vị ơi, phản ánh đúng thực tế đó mới gọi là chánh. Còn nếu mà nói như quý vị đó là cái đó là lời của ma quỷ nó không, lời của ma quỷ nó không, lời của ma quỷ nó không. Đức thầy đó đã xây dựng cho chúng ta là một ngôi nhà, là một kho tàng pháp bảo. Ngài đã tô điểm cho nó bằng hằng hà sa số là pháp bảo, nào tôn chỉ hành đạo, nào là sấm giảng thi văn giáo lý, ví như cái la bàn cho chúng ta noi heo đến bờ giác đúng không, đến bờ giác. Mà hít chi quảng đó nhà ta không biết, và đó y đã học tập cái chi của bên ông trò này nè, và y nói là đức thầy cắt xong căn nhà rồi dội đi, còn người trò này là tô điểm cho căn nhà đó mới đúng thật. Đúng là cái lối khen trò trách thầy của quản chí thật là hâm ý, vậy mà Lan Châu huynh cũng khen đáo để. Nói tôi không cần biết đó, bây giờ đó ông trò này ông đã độ trong cái nhân lối dạng nào, mà tôi chỉ
cần biết đó là chắc chắn 100% y đã nói dốc. Chính cái chỉ gành của y đó, nhiều đồng đạo bây giờ phe nhà đó là tô điểm cho căn nhà Phật giáo Hòa Hảo rất là nhiều sắc sắc lè lè lẹt. Giống như hồi xưa là có 700 mẫu chuyện thôi, 10 năm 20 năm nữa, 10 năm 20 năm nữa không biết họ sẽ cho ra đời bao nhiêu cái mẫu chuyện Phật giáo Hòa Hảo như bị vậy là lạc đạo. Lạc đạo đó quý vị ơi. Mà bây giờ đó là các chư tăng là gán gán làm lợi. Thầy nói mà chừng nào cái ánh sáng mặt trời này không còn nữa thì lúc đó mới mong đạo thầy mới mất. Nếu mà cái ánh sáng này đó còn chiếu xuống gọi hoài thì đạo thầy vẫn còn mãi mãi. Bây giờ chúng ta có hai ngôi linh thiêng rồi, một là An Hòa Tự, hai là Tổ Đình Phật giáo Hòa Hảo, là hai nơi rồi, chỗ đó là không có gì hết, chỉ có là pháp bảo của thầy thôi, pháp bảo của thầy thôi. Bây giờ đó chúng ta phải lo niệm Phật, niệm Phật. Thầy nói là còn phương pháp niệm Phật là để diệt trừ cái vọng niệm của chúng sanh, vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt về cái vọng niệm về việc thấy trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che chân tâm mờ ám, nên chi nay phải hành tâm niệm Phật thì niệm một niệm đó ắt lìa một niệm chúng sanh. Có phải hãy đồng ý và ca ngợi một niệm đó cũng rất quý đối với người tu Phật, đối với người tu tịnh độ hay không? Chỉ một niệm thôi rất là quý. Mà thầy mới diễn tiếp đó là niệm niệm Phật thầy lìa tất cả niệm chúng sanh cho đến khi nhất tâm bất loạn thì các lòng ham muốn và các tình dục đâu còn mà nảy sanh đi ra được nữa. Thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ thôi. Thầy nói là gạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đầu tuôn ghê, để sau đến việc tỏi tơi rồi tu sao kịp, chiều mê cho hành. Hay hay nói nè, dình giới cấm sửa tâm ô tạp. Dình giới cấm là dình 8 điều răn cấm đó quý vị. Sửa tâm ô tạp, ô là ô nhiễm, tạp là tạp nhạp. Sửa cái tâm của mình nè, sửa cái tâm của mình nè. Cái tâm của mình là muốn ham gì sung sướng. Phật Thích Ca mà ông còn Đức Thích Ca mà ngài còn bỏ là cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con cưng mà. Mình vàng thái tử ngôi còn bỏ mà. Rồi hài mới vô gần ngài tu. Ngài tu. Rồi đó là ngài ngài tu. Ngài tu rồi Mai Vương mới ghẹo ngài, mà ghẹo đâu có được. Ghẹo đâu có được. Nên cũng không vướng đặng tâm ngài mà nên cố quán phá đời mãi mãi, là nó xin nó quy y với Phật Thích Ca. Con xin làm đệ tử của ngài để con xuống đây con phá đạo ngài mà thôi. Để con xuống đây con phá đạo ngài mà thôi. Mà nó còn hay hơn Phật rất là nhiều quý vị. Còn hay hơn Phật rất là nhiều. Thôi bây giờ thì đó quý vị hãy tu cho chân chính, ôm sát giáo lý thầy tu cho chân chính đi. Giống như đó là thầy có nói đó là hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, thì bé Thường Lam này đã giúp cho kẻ đói mới nhầm. Thì quý vị hãy nên là đừng nên khẩu nghiệp nữa. Người ta làm đúng đó, chánh kiến đó là dòm thấy xem đúng sự thật. Thì quý vị đó là đừng có nên khẩu nghiệp nữa. Người ta làm đúng cái gì thì quý vị hãy nên kính trọng người ta chứ đừng có chê bai. Vậy là mang tội khẩu nghiệp nặng dữ lắm. Vậy là không có đúng lời thầy dạy. Lời thầy đâu chỉ mình là đi làm bơi móc chuyện người chớ móc chớ môi, mà hãy treo gương thiện mà soi lấy mình, ai hương ai ghét mặc tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay, là cái đó là quý vị đắc quả nhân trước đó. Quý vị giữ cái đó là quý vị đắc quả nhân trước đó. Còn có ngày mà cứ lo nghêu ngao xem chuyện người này xem chuyện người kia thế gian hoài đó thì quý vị đâu có tu hành được cái gì, thì quý vị đâu có làm được cái gì, làm được gì việc lớn đâu. Bé này nhỏ mà bé này làm được việc lớn, thì quý vị hãy mong ủng hộ đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bạt Già Phật Đế Bể Sắc Xả Lũ Lô Hít Lưu Ly Bất Lạc Đà Rắc Ra Sợi Giả Tắc Hai Tiết Ra Gia A Rắc Hà Rắc Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Gia Đát Đại Ca Én Bể Sắc Hời Bể Sắc Vệ Bể Sắc Xả Tam Một Tiết Tế Tó À Tam Một Tiết Tế Tó Hoa Tam Một Tiết Tế Tó Hoa Tam Một Tiết Tế Nhân Họa Dược Sư Ly Ba Bố Phật. Nhờ ơn Đức Phật xuất hương hãy cứu lấy linh hồn cho con được hết bệnh, được mau tiêu tan hết. Đó là cái gì? Đó là kinh chú dược sư.
chú rể vi là rất là khó nhất, nhưng mà mình phải đọc cho càng ngày mình sẽ càng tốt hơn và mình sẽ còn có lương thiện hơn. Nam mô đệ vi hội hưởng Phật Bồ Tát, Nam mô đệ vi hội hưởng Phật Bồ Tát, Nam mô đệ vi hội hưởng Phật Bồ Tát, hiên khổ hiên nhã luôn là đệ vi tâm bà la ni, Nam mô hắc đà rắc đà ra ra dạ gia, Nam mô a rị gia bà lưu kiết đới, Đu bắc đa gia bồ đề tắc đỏ bà gia, ma ha tắc đỏ bà gia, ma ha ca lu ni ca gia, én tắc Phật ra Phật dệ, số rắc ra rắc tỏa, Nam mô tắc kiếp lật đồ đi muôn a rị gia bà lưu kiết đới, Đức Phật đa lăng đà bà, Nam mô ra ra cấm trời hơi rỉ, và sau mới tất bà a ha đạo du bậc ở hài dược tất bà tất na ma ma bà tất ra ma 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 bà dạ ma phật rồi đạo rất đi ha em bà lu hơi lu ca rất ca ra đỡ chi ra rị ma ha bồ đề tất lọ tất là tất mà ma ma ra ma 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 hơi ma hơi đi đại dụng cô lu cô lu ít mong đỡ lu đỡ lu phật xà gia đới ma ha phật xà gia đới ra ra đi đi đức phật ra gia giá gia ra mà bà phật ra một cái lời y hơi hơi hát là hát là a xong mở xá lợi phật xong phật xong phật với xá gia holo holo mara holo holo hơi rị ta 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 ra tắc rị tắc rị tu 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 lo tu lo bồ đề giả bồ đề giả viên sa mô thi su viên sa mô thi su. Dạ Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, hôm nay con khổ duyên đến đây, con kính lại Phật. Con vì hấp giới chúng sanh, vì linh hồn ông bà tổ tiên của vị hắc tổ hoang gia quý thuộc trong nọ tập nhà họa tập của con, mà hết tại các vị hoang gia chế chủ nhiều đời nhiều kiếp của con mà cha mẹ con. Hôm nay con đến đây con kính lại mẹ Quan Âm, cầu xin mẹ phóng hoang gia hộ cho hết thảy chúng sanh được mở lì đường khổ. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lần đơn giản chân kiếp người ngọt bùi chúa cay khóc cười, thơm sân si dèo hận thù rồi đau khổ, cả như kẻ lưu đài vào địa ngục của thế. Phật phố